Kitô giáo là một tôn giáo duy nhất tôn thờ một Thiên Chúa vì loài người và để cứu rỗi loài người. Đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Thiên Chúa làm người ấy cần một người mẹ là con người để được làm người như mọi người. Và Ngài đã có một người mẹ như mọi người đều có mẹ và đã yêu mến người mẹ ấy như một người con hiếu thảo. Chỉ có một điều duy nhất hoàn toàn khác với bất cứ con người nào trên cõi đời này là Thiên Chúa làm người ấy đã được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần và sinh ra bởi một người mẹ đồng trinh. Đây là mầu nhiệm vô cùng sâu thẳm vừa vô cùng cao vời của Kitô giáo, mầu nhiệm mà người tín hữu chỉ biết cúi đầu thờ lạy và đón nhận nhờ đức tin. Bởi không có đức tin là ân huệ Thiên Chúa ban, không ai có thể đón nhận được mầu nhiệm này. Vì là mầu nhiệm nên khó chấp nhận và dễ bị người đời cho là hoang tưởng không thực bằng câu hỏi mang tính châm biếm tính của những người không tin. Phụ nữ đồng trinh làm sao có thai và sinh đẻ? Trong lịch sử giáo hội, đã có rất nhiều nhóm lạc giáo phủ nhận tín điều này và kịch liệt chống lại tín điều Đức Maria mẹ Đức Giêsu được đặc ân vô nhiễm nguyên tội và là người mẹ đồng trinh trước, đang khi và sau khi sinh Đức Giêsu. Thực ra, cho đến tận thế, Đức Maria luôn nằm trong tầm ngắm của Satan và nhiều người ghét đạo phá đạo. Bởi khi tấn công Đức Giêsu, đấng là đầu thân thể mầu nhiệm của giáo hội, những thế lực của sự giữ và người giữ này không quên quấy phá Đức Mẹ. Vì hơn ai hết, Đức Mẹ là người có Đức Giêsu, gần Đức Giêsu, yêu mến Đức Giêsu, giống Đức Giêsu và sống chết với Đức Giêsu. Vì một lý do đơn giản, Đức Mẹ là mẹ của Đức Giêsu. Vì là mẹ nên con khổ thì mẹ đau. Đức Giêsu chịu đóng đinh thì mẹ tan nát lòng đứng bên thánh giá. Cũng như con được vinh quang thì mẹ được ấm lòng. Như trước đó, giữa đám đông ngưỡng mộ Đức Giêsu, có người đã lớn tiếng ca tụng mẹ: "Phúc cho bụng dạ đã cứu mang thầy và vú đã cho thầy bú." Để cổ võ lòng yêu mến tôn sùng Đức Mẹ, nhất là để vạch trần âm mưu chất phế hạ bệ Đức Mẹ trong lòng người Kitô hữu của ma quỷ qua hoạt động của những giáo phái lạc đạo đang mọc lên như nấm trên quê hương chúng ta, người viết xin được chia sẻ với quý bạn một vài nét chính về người mẹ tuyệt vời của Đức Giêsu, cũng là mẹ giáo hội và là mẹ chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu. Thứ nhất, Đức Maria dưới mắt người đời. Dưới mắt những người đương thời, Đức Maria là một thiếu nữ hiền lành, công dung ngôn hạnh. Đến tuổi cập kê thì lấy chồng, và chồng là ông Giuse thuộc dòng dõi vua David như tin mừng đã ghi lại. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính, và ông bà sinh con trai vào dịp hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Khi ông bà từ Nazareth miền Galilee lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David để khai tên. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Có một thời gian hai ông bà phải đem con trai mới sinh trốn sang Ai Cập để tránh cuộc lùng bắt con trẻ của vua Herode. Biến cố tang thương này đã làm hàng trăm hài nhi dưới 2 tuổi ở Bethlehem và vùng lân cận bị giết oan uổng như lời ngôn sứ Jeremiah đã tin báo. Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi từ Ai Cập trở về, gia đình bé nhỏ của hai ông bà và con trai Giêsu sinh sống tại Nazareth, một thôn làng thuộc miền Galilee, cách thủ đô Jerusalem 150 cây số và cách Bethlehem 159 cây số về phía bắc. Ở đó mọi người đều quen biết nhau. Chẳng thế mà có lần Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao?
mẹ của ông không phải là bà Maria sao? Người con trai Giê-xu của ông bà khi vào tuổi 30 đã quy tụ một nhóm môn đệ và đi khắp nơi rao giảng một giáo lý mới có nhiều điều không giống giáo lý và lề luật của ông Mô-xê. Kết quả là sau 3 năm truyền giáo, người con trai của bà Maria đã bị cả thế quyền lẫn giáo quyền kết án đóng đinh vào thập giá như một kẻ phá rối trật tự xã hội và có những lời lẽ phạm thượng Thiên Chúa. Và ai cũng thấy bà Maria, mẹ ngài, đã không rời con trai Giê-xu một bước, đặc biệt trên đường thánh giá, từ lúc con bị bắt cho đến khi con tắt thở, được tẩm liệm, chôn cất. Sau đó bà về sống với Gioan, người môn đệ thân tín nhất của Đức Giê-xu, con bà. Như thế, dưới mắt người đời, Đức Maria không có gì đặc sắc nổi bật so với các bà mẹ khác, và không mấy người đã nhận ra nơi bà, nơi ông Giuse chồng bà, và ở Đức Giê-xu, con ông bà, công trình của mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại vô cùng lớn lao Thiên Chúa đang thực hiện trên gia đình thánh thiện và kín đáo ẩn giật này. Thứ hai, Đức Maria dưới mắt Thiên Chúa. Dưới mắt Thiên Chúa, trước hết, Đức Maria là một thụ tạo tuyệt vời, vì tuyệt đối vâng phục, kính sợ và biết ơn Ngài, như chính mẹ đã bày tỏ tâm tình trong kinh tán tụng: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật, chí thánh, chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người." Là thụ tạo, Đức Maria luôn đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa trong công trình của Ngài theo thánh ý Ngài. Và vì tâm hồn luôn sẵn sàng đối với Thiên Chúa, nên Đức Maria đã khiêm tốn thưa với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Để từ đó, Đức Maria bước vào hành trình nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa đúng như kế hoạch của Ngài. Đó là kế hoạch cứu chuộc con người được lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm ngay sau khi nguyên tổ Adam, Eva bất tuân phục, ăn trái cấm qua lời Thiên Chúa tuyên chiến với con rắn Satan, kẻ đã cám dỗ Eva làm trái lệnh Thiên Chúa: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót chân người." Người đây chính là Đức Maria, người nữ tuyệt đối vâng phục được Thiên Chúa chuẩn bị để trở thành mẹ của đấng cứu thế, ngôi lời nhập thể. Thiên Chúa chuẩn bị Đức Maria cho vai trò và sứ vụ làm mẹ ngôi lời Thiên Chúa bằng gìn giữ mẹ khỏi mọi tội lỗi. Satan đã xúi giục và nguyên tổ đã phạm tội. Từ đó, tội lỗi đã vào thế giới loài người, làm hỏng công trình của Thiên Chúa là hạnh phúc tròn đầy, viên mãn đời đời trong tương quan cha con của Thiên Chúa với loài người. Cũng vì yêu thương đến cùng và vô cùng mà nhiệm cuộc ngôi hai Thiên Chúa nhập thế nhập thể để cứu chuộc được khởi sự qua việc chuẩn bị một người mẹ tuyệt vời, không vương vấn tội lỗi, ngay cả tội của nguyên tổ cũng không thể ảnh hưởng trên người mẹ tuyệt vời thánh thiện này. Để đảm bảo cho mẹ của ngôi lời cũng như ngôi lời nhập thể không ở dưới quyền lực của ma quỷ dù một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, và hàng ngàn năm trước qua các nhân vật thánh thiện trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã báo trước sự toàn vẹn thánh thiện là đặc ân Thiên Chúa dành riêng cho mẹ của Ngài ở thời Tân Ước khi chúc phúc cho lòng dạ sinh hoa kết trái, và là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Được Thiên Chúa tối cao sủng ái hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này, chính bà làm cho Jerusalem hãnh diện, cho Israel vinh hiển, cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao, và Thiên Chúa hài lòng về những việc của bà. Trước đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, có người bực bội chống lại với lý luận: đã là con người thì ai cũng phải chịu chung số phận tội nhân của con cháu nguyên tổ Adam, Eva, ngay cả con người đó là mẹ của Đức Giê-xu, ngôi lời nhập thể. Luận cứ vào thiên lệch vì đứng hẳn về phía con người và chỉ nhìn bằng con mắt của con người mà không nhìn dưới lăng kính đức tin để thấy và hiểu rằng Thiên Chúa trong cuộc chiến với Satan mà chính Ngài đã tuyên chiến khi phán: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
không thể bỏ mặc Đức Maria bị quyền lực Satan khống chế vì tội nguyên tổ, bởi người phụ nữ tuyệt vời này đã được chính Ngài tuyển chọn để đối đầu và đạp dập đầu rắn độc Satan. Trái lại, Ngài đã dùng quyền năng Thiên Chúa của mình để gìn giữ Đức Maria không chỉ khỏi mọi tội lỗi, mà ngay cả tội nguyên tổ, tội mà ngoài Đức Maria không một con người nào được miễn trừ, để xứng đáng là tạo vật tuyệt vời, hoàn hảo của Thiên Chúa và là mẹ của Thiên Chúa làm người. Đức Maria là người mẹ đồng trinh trong mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã loan báo về một trinh nữ sẽ hạ sinh. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên người là Emmanuel. Trinh nữ ấy chính là Đức Maria, người đã được sứ thần vào nhà và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Người mà trước khi về chung sống với chồng đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Và trinh nữ đã sinh con ở Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Sự kiện một trinh nữ sinh con là một điều lạ, nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Như lời sứ thần Gabriel quả quyết khi trả lời câu hỏi của Đức Maria trong ngày truyền tin: Việc ấy sẽ ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng, thì việc thụ thai Đức Giêsu ngôi lời của Thiên Chúa do quyền phép Chúa Thánh Thần mà không do nam nhân cũng không có gì là không thể làm được đối với Thiên Chúa. Hơn nữa, vì Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa, nên việc thụ thai Đức Giêsu trong lòng Đức Maria do quyền năng can thiệp của Chúa Thánh Thần cũng là điều hợp lý trong đức tin. Vì Thiên Chúa toàn quyền thực hiện những việc vượt tự nhiên mà không phá hủy tự nhiên, làm những phép lạ phi thường vượt trên bình thường mà không mâu thuẫn bình thường. Khi dùng quyền năng Thiên Chúa can thiệp để mẹ của ngôi lời Thiên Chúa là người mẹ đồng trinh, Thiên Chúa đã tỏ cho con người sự có mặt đồng thời của cả hai bản tính, thiên tính và nhân tính nơi Đức Giêsu, đấng vừa mang bản tính Thiên Chúa, vừa mang bản tính loài người để thực hiện công trình cứu chuộc loài người theo như ý Chúa Cha. Đây là mầu nhiệm lớn trong Kitô giáo. Mầu nhiệm đã gây nhiều sóng gió và trở thành cớ vấp phạm cho nhiều người. Vì là mầu nhiệm của đức tin nên có tìm mọi cách lý giải để hiểu rõ, chúng ta vẫn luôn cần có đức tin để có thể đón nhận. Vì là sự thật của Thiên Chúa, sự thật thuộc về Thiên Chúa mà loài người không bao giờ có thể hiểu thấu đáo như sự thật của con người. Vì thế, khi đức tin yếu ớt, chúng ta sẽ bị cám dỗ nhìn sự thật vô hạn của Thiên Chúa bằng cặp mắt hữu hạn của nhân loại, phán đoán tư tưởng vô cùng và đường lối khôn ngoan vô biên của Thiên Chúa bằng thước đo ngắn ngủi, hẹp hòi, thấp bé của con người, để rồi phủ nhận lời xác quyết của sứ thần đã nói với Đức Maria. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Trong khi lời ấy đã bảo đảm cho hai tiếng xin vâng đầy tin tưởng phó thác của Đức Maria khi khiêm tốn đón nhận đặc ân là mẹ đồng trinh của Đức Giêsu đấng cứu thế. Tóm lại, trong tương quan với Thiên Chúa, Đức Maria là thủ tạo được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và gìn giữ cách đặc biệt để công trình cứu chuộc của ngôi lời Thiên Chúa được thực hiện, không chỉ vì Thiên Chúa muốn mà còn vì lòng tin tưởng vâng phục tuyệt đối của Đức Mẹ vào quyền năng của Thiên Chúa. Và suốt đời, Đức Maria đã trung thành sống phận nữ tỳ hèn mọn, được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới và luôn kính sợ, tri ân cảm tạ Ngài vì danh Chúa thật chí thánh chí tôn. Trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa và sẵn sàng cho Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, ở mọi tình huống hoàn cảnh điều kiện. Đức Maria thực sự là người Kitô hữu hoàn hảo, vì mẹ không chỉ giống Đức Giêsu mà còn mang Đức Giêsu trong cung lòng vì là mẹ, và đi theo Đức Giêsu trên mọi ngõ ngách đường đời vì là môn đệ. Đức Maria còn là mẹ của hội thánh, là gương mẫu sống động của tập thể những người đi theo Đức Giêsu và tin tưởng vào Ngài. Ước gì mỗi người Kitô hữu luôn tin tưởng, yêu mến và gắn bó thảo hiếu với Đức Mẹ bằng xác tín, nhờ mẹ mà Thiên Chúa gần gũi với loài người, và cũng nhờ mẹ mà loài người gần gũi được với Thiên Chúa
đồng thời noi gương bắt chước sống như mẹ. Vì mẹ là người chỉ đường, vì hướng đạo, như mẹ đã chỉ bảo gia nhân ở tiệc cưới Cana phải làm gì, họ đã làm như mẹ dặn. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Và Chúa đã làm phép lạ cho nước hóa thành rượu ngon. Vâng, trên hành trình đức tin, Đức Mẹ dẫn chúng ta tới cùng đích là Thiên Chúa. Vì mẹ không phải là cùng đích, bởi một thụ tạo không thể là cùng đích của một thụ tạo khác. Chúa mới là cùng đích. Nhưng ai đến với mẹ thì mẹ dẫn tới Thiên Chúa. Vì thế đừng để ma quỷ lừa gạt và đẩy chúng ta rơi vào tâm trạng sợ tôn kính Đức Mẹ nhiều sẽ lãng quên Thiên Chúa, hay sợ yêu mến Đức Mẹ nhiều sẽ hờ hững lạnh nhạt với Thiên Chúa. Bởi lo sợ như thế là lo bỏ trắng răng. Vì ai yêu kẻ dẫn đường thì đã yêu cùng đích trước. Ai có lòng yêu mến Đức Mẹ thì trái tim người ấy đã tràn đầy tình yêu Đức Giêsu, con yêu dấu của Đức Mẹ.